Theo khuyến khích tinh thần học tập sự sáng tạo của học sinh, cả hai cũng phát hành một đồng tiền ảo có tên gọi là Techcoin để giúp các bạn học cách tiêu tiền, quản lý tài chính cũng như phát huy tinh thần đồng đội. Các bạn sẽ phải bàn bạc thống nhất lúc nào thì nên tiêu coin của đội mình, tiêu để làm gì, nên tiêu và nên tiết kiệm hoặc thảo luận để làm thế nào có thể kiếm thêm coin cho đội. Sau mỗi hoạt động thì các đội các nhà thắng sẽ được nhận cái đồng tiền này và các bạn có quyền là dùng nó để tiêu những gợi ý và do đó đòi các bạn phải có sự đồng nhất với nhau trong quá trình chi tiêu. Ngoài ra cũng giúp các bạn có cách chi tiêu khôn ngoan để không tiêu quá nhiều những gợi ý và tiết kiệm nó để dành tiền thắng ở thế trận. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại.